em chỉ là áo phao thôi chị ơi, em chỉ là áo phao cho trẻ con thôi chứ. Áo dạ hình như là có 1-2 cục nhưng mà em không có làm. Bây giờ không có gì bán chán thì làm thôi. Áo dạ cho bé rẻ không đắt đâu chị ạ. Hello mọi người nhá, hôm nay là một khung giờ để mọi người săn áo dạ một lớp rất rất đẹp luôn. Áo dạ một lớp nhá mọi người nhá. Khá là nhiều. Hôm nay có cả một vài em, đây là nhìn con như này đẹp cực kỳ luôn các bạn ơi. Này. Giờ vàng để săn luôn nhá các bạn nhá. Phao bé tối nay nhá chị ơi. Những con áo dạ này cực kỳ đẹp luôn. Con này mà hôm nay là một mức giá cực kỳ tốt cho mọi người luôn. Một mức giá siêu siêu tốt nha mọi người nha. Hôm nay có cả một vài em khoác lên lông thỏ đấy. Có khoác lên lông thỏ thì em lên luôn cho mọi người nha. Bao giờ đi phao bé vậy? Tối nay nhà em đi phao bé đây ạ. Mấy con này này, em mua hơi đơn hàng em ạ. Đẹp phát trường luôn. Con dài này toàn triệu mấy thôi này. Nhanh tay nhá. Xin chào chị Thúy Kha, xin chào chị Trần Thị Nhung. Quần tôi mấy nữa sẽ về đấy. Quần tôi đó, quần len. Quần len đợt trước bán nhiều mà. Quần len bán quá nhiều luôn. Bao nhiêu người săn được luôn. Có thể là tôi bán cũng nhiều áo dạ một lớp mà nên là nhà mình đang bị nhiều chứ thật sự với mọi người luôn. Áo dạ một lớp trên thị trường mà với mức giá 300.000, 400.000 nếu mà thật mọi người nó tranh nhau bằng chết luôn ý. Chỉ là dạo này em béo hơn ấy, nhìn mặt nó sẽ không đẹp như bình thường thôi. Nhưng mà bình thường thì em nhớ năm ngoái mỗi lần like áo dạ toàn 500-700.000 mắt luôn. Dạ một lớp ấy mọi người. Năm nay mọi người săn áo dạ một lớp nhiều. Ý là mọi người sẽ chuộng cái dạng áo dạ một lớp hơn, nó sẽ phổ biến hơn so với năm ngoái. Chào chị Đỗ Xanh, chào chị Thanh Loan. Mọi người ơi, ok chưa? Giá này tốt đấy nhá mọi nhá, giá thì 300.000 được 400.000 mà những con dạ một lớp thì này. Ngắn thì có 1-2 em thôi ạ. Dạ một lớp như này mà 300.000, 400.000 đảm bảo mọi người luôn là rất là hời luôn. Trên thị trường có những shop bán họ bán 400.000 là hết bay rồi, không còn một tí nào luôn, không còn hàng chân luôn ý. Đó, những con này gọi là hàng đẹp, cực đẹp luôn đấy. Nên những lô này khá nhiều hàng xả ra bởi vì từ hôm nay là bắt đầu mới xả ra này. Có vừa 65 cân không chị? Ủi thế bà Trí Kha lấy cái con kem kìa, con kem với 65 cân vừa đấy. Chào chị Hoàng Cẩm Nguyễn, chào chị Nguyễn Lê. Lấy cái con kem mà tay nó bị mạch đỏ nhẹ ra này. Xin chào chị Vĩnh Lâm nhé, xin chào mọi người. Người ơi, sẵn sàng chưa? Hôm đơn tới qua chị mà sai gì hả chị Nguyệt ơi? Hôm nay ôi cả ngắn cả dài đấy. Con xanh này đẹp lắm. Con xanh này đẹp lắm luôn các chị ạ. Con này toàn là siêu phẩm thôi. Còn đai đấy, con lành như này mà chất dạ mềm lắm nhá, sờ nó không bị dặm đâu. Con này này không bị dặm đâu. Còn đai luôn nhá. Trời ơi, chị Lụ ơi, cái này thì nó không xù lông đâu. Cái này nó chỉ có một nhược điểm duy nhất là nếu mà chị nào mà không quen thì mọi người sẽ chê bị dặm thôi. Nhưng mà con em đang mặc này thì không bị dặm đâu, vì em đang mặc cộc tay mà. Có dáng lỡ nhá. Cái bà Nguyễn Thị Lụ kia, cái bà như người trên rời rơi xuống ý. Thế đây là dạng một lớp lông cừu đây còn gì nữa. Còn muốn gì nữa. Lông cừu có 90% đây này. Cái này, lông cừu 90% về đọc mát mà xem. Hỏi vào cái số này dạ một lớp, em dạ em một lớp hỏi có lông cừu không? Nghe nhỏ quá em à? Em xem kiểm tra nào. Đấy to mà chị. Đấy. Qua cách hỏi của chị là em đã biết là chị không có sành về cái hàng này rồi. Thế nên là phải nghe người ta tư vấn. Nghe em tư vấn đi. Hàng này là hàng dạ một lớp lông cừu khâu tay. Một trong những dòng dạ siêu đắt đỏ nha mọi người nhé. Siêu đắt đỏ đấy. Có thể là em bán số lượng nhiều nên mọi người cảm giác nó bình thường thôi. Nhưng mà thật sự trên thị trường mà để có nhiều số lượng hàng như này là rất là khó khăn. Bởi vì sao mình dễ quá nên khách nhà mình cũng hơi kén. Xin chào chị Y Thọ Đinh nhá. Chào chị Hoàng Hương Lan. Đó, mọi người ơi, ok chưa? Chị ơi, chị bật mắc volume lên đi ạ. Em
thử máy của em rất là to đấy nhá. Trời ơi, hỏi câu thế có chán người không? Tất cả cái dòng này nhá, nó đáp ứng hết các tiêu chuẩn của chị. Thứ nhất nó là dạ ép lông cừu, thứ hai nó là dòng dâu tay, và thứ ba nó rất là nhẹ, mặc rất là sướng luôn. Nếu mà chị nào mà cần, mà mọi người hiểu ấy, thì em cũng không phải tư vấn nhiều, mọi người chỉ cần chọn giá hoặc chọn size thôi. Còn chị nào không biết thì sẽ phải tư vấn. Tìm cho mình con S màu đen. Em không biết có S không, bởi vì hôm nay là giảm giá rồi. Thế nên là nếu mà có size S là rất là hi hữu đấy mọi người nhá. Hôm nay đa phần là size to, đến 50-60% là size to, size S và M hơi ít một chút. Thế nên là mọi người, bởi vì thế nên em mới bảo là giờ vàng để săn. Không phải là săn theo kiểu là kiểu một là giá rẻ, hai là vẫn còn đẹp, đẹp nhá. Giá rẻ thì mới phải săn mọi người ạ. Lên luôn đi, ok. Chứ còn nếu mà nó nhàn nhả ra thì chắc chắn giá nó sẽ là cao. Ví dụ một số line nào mà rất nhiều S và M thì đảm bảo số đấy giá nó sẽ nhỉnh hơn bình thường 200-300 nghìn một con. Thẹn ông ấy luôn á. Em like khung giờ này bởi vì khung giờ sau em phải bận trông con chị Hương Vũ ạ. Giờ này đang có người trông con. Mình được là khách rồi, là cảm ơn nhé. Thế thì em mặc áo ngắn thôi, ok. Cái này là dành kiểu như dáng kiểu trench coat ấy, dáng dài, khoác kiểu mang to ấy. Đấy, nên là chị nào mà mặc được cái dòng này thì quá đẹp luôn. Đầu tiên nhá, mở màn mà em này. Em này mắc đánh size L cho em nhá, mở màn mà em size L cho em này. Con này nhá, dạ cực đẹp luôn, mặc êm nó không có giảm tí nào luôn. Em này các chị 55-60 cân nhá, 60 cân quay đầu mặc đẹp này, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mở màn nhá, em này về 300 nghìn, không là có dán nhập vào không có luôn. 300 nghìn nhá, mã số là 370, 300k mã số là 370. Con xanh này này, chất dạ, một trong những chất dạ ép lông cừu mà em cảm giác rất là đỉnh luôn mọi người nhá. Nó mềm và nó không bị dặm một tí tí nào luôn. Cái lót của nó còn như blueberry luôn mọi người nhá. Em này là một em size M cho em này, có đai đi kèm nhá mọi người nhá. Em này 50 cho đến 55-57 cân này. 50 đến 57 cân, đẹp chưa? Con này nhìn sang chảnh lắm. 50-57 cân có đai đi kèm nhá. Cái đai này mọi người đừng có thắt vào. Cái đai này nếu mà mặc sành điệu mọi người chỉ có thể thắt ngang qua xong để xuông xuống thôi là rất đẹp luôn. Size M cho em nhé, 50 cho đến 55 cân là mặc đẹp nhất. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé, 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này là hàng xả của em lấy 400 nghìn, mã số là 334. 400 nghìn mã số là 334. 400k mã số 334 này. Chị nào vừa hỏi xem nào. Tiếp theo nhé. Một em này là mắt đánh xanh gì, 100% lông cừu đây này. 100% lông cừu đây nhá mọi người nhá. Mắt đánh ra size L cho em này. Em này cũng size L này, con này là đai rơi siêu đẹp luôn. Mà 334 cho chị Hoa Nguyễn. Đây, con này đáng để săn nhá mọi người nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân. Sáng hot lắm luôn á, 55 đến 60 cân, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này, cái bốt chị đẹp quá à. Em này em lấy mọi người 400 nghìn. Màu này rất là tây luôn nhá, form đẹp. Cái chất dạ rất là mềm và 100% nó lông cừu luôn. 400.000 mã là 305. Đây là bà nào vừa hỏi 60-65 cân này. Em khuyên các chị lấy ngay cái con này, 60-65 cân phải lấy cái con này. 60-65 cân phải lấy con này. Em này các chị 60-65 cân này, cực kỳ đẹp luôn, lông cừu nhá mọi người nhá, lông cừu S. 60-65 cân tay của nó phối này. À 60-65 cân nhá. Trời ơi, săn cho này 400.000 thì quá rẻ luôn. 400.000 mã là 616 cho em này. 400.000 mã số 616 màu kem, size 60-65 cân. 400k mã số là 616 cho em nhé. À mọi người ơi, có mấy cái em khoác lông thỏ lẫn vào đây tôi bán tặng lông luôn các bà này. Khoác lông thỏ nhá. Có thả ngắn đấy chị ạ. Khoác lông thỏ ép này. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50-60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này em lấy mọi người 160.000. Mã số em này là 736, giá gốc 300. 736 cho em, có mấy em khoác lông thỏ bị bong. Bán luôn nhá. Mã 616 cho chị Trang Phạm. Đây, con này là khoác lông thỏ, các chị 50-60 cân tiếp. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp, cũng là hàng bong luôn. Em lấy mọi người mức giá của nó là 150.000, mã số là 910. 150, có mấy con khoác lông thỏ thôi. Mã 736 cho chị Lý Thị Lâm. Có mấy em khoác lông thỏ thôi. Con khoác lông thỏ này thì cực kỳ đẹp luôn. Toàn 300.000 đấy, hàng 300.000 của tôi đấy nhá. Đây là khoác lông thỏ cho em, nó bị mất khoảng 5 con xả thôi. Em này phi size SML đều mặc đẹp nhá. SML đều mặc đẹp cho em này. Nhanh tay luôn. Em này em lấy bọn đấy, giá gốc 280 đến 180 thôi. Mã là 467 cho em này.
467 cho em nhá. Tiếp theo một em dạ kẻ rất là đẹp luôn. Đây là sang rằng một lớp lông cừu nhá. Cái này nó là kẻ caro này, các chị size M này mà con này siêu đẹp luôn. Mã 467 cho chị Lý Thị Lâm. Đấy, nó là kẻ caro đấy, màu be với màu trắng rất là đẹp luôn. Size M 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhưng con này không săn săn cái gì luôn. Em này mức giá em lấy mọi người 400 nghìn, mã là 595. 400 nghìn, mã số là 595 thì con này là 1,2 triệu. 595 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo, màu siêu đẹp luôn, màu bã trầu các bạn nhé, màu bã trầu. Màu bã trầu cho em này. Size ML ok luôn ạ. Em này nếu mà đẹp nhất là 53, 57 cân. Màu đẹp chưa? Phối màu quá đẹp. 53 đến 57 cân nhé, dưới 57 cân ạ. 57 cân cái đầu là đẹp. Lông thỏ 45 cân em không biết đâu, bởi vì đó là hàng xả ấy. Còn cái gì em bán được đấy. Đây, con này 53, 57 cân. Thực ra 50 cân các chị thích form này cũng có thể lấy được luôn. Mặc rất rất đẹp luôn. Tỷ lệ lông cừu hầu như là trên 90% luôn. Con này nhỏ này. Con này nếu mà 48 cân thích vẫn lấy được nhá. Mắc đánh S và M này 100% lông cừu luôn. Những con này mới đáng săn này mọi người nhá. Em này không, dưới 55 cân thôi. 55 cân quay đầu màu đẹp nhá. 48 đến 55 cân. Mức giá của em này em lấy mọi người mức giá của nó 400 nghìn. Đẹp cực kỳ. Mã là 310. 400k mã 310 cho em này. Màu tím các em ở đây à. Mắt nhìn xa trông rộng quá. Con màu tím này thì là form siêu đẹp luôn mà size nhỏ nhá mọi người nhá. Cái dạ của nó mượt lắm luôn đấy. Bà nào mà được cái form này thì tôi thề các bà chờ cầm cái chất dạ là biết cho chị luôn. Size 36 cho em này. Size này các chị có cân nặng 47 đến 51 cân. 310 cho chị Mia Lê. 47 đến 51 cân, siêu đẹp luôn, dưới 51 cân luôn. Mặc dáng eo nhá mọi người nhá. Cái chất của nó nhá, không bị dặm tí nào bởi vì em trực tiếp tay trần này mọi người này. Em này mức giá của nó là 400 nghìn, mã số là 631. Này, cái mặt dạ của nó mọi người nhận là mọi người mê luôn. 400 nghìn, mã là 631 cho em. 400k mã 631 cho em này. Ô, đây có một con khoác len kẻ nhá mọi người ơi. Cái này thì chỉ có bom, nhưng còn bình thường không còn. Cái kẻ tím đấy mọi người phải phối với váy mới đẹp. Em đang phối với quần này, nhiều cái dài nó mới đẹp hơn. Em này các chị có cân nặng tầm dừa 60-65 cân mà em khoác len kẻ nhá. 60-65 cân này. Em thấy mọi người mức giá của nó 150.000 áo khoác len ép lông cừu dày nhá. Mã số em này là 425. 425. 425 cho em này. Con dạ một lớp này đẹp dã man luôn. Size mát đánh size S cho em nhá. Nhưng cái form này mọi người lấy đi này. Dài đẹp như thế này. Giá có 400k thôi. Size bé đây chị ơi. Em này size bé đây, mát đánh size S luôn nhá. Dưới 52 cân. 45 đến 52 cân. Cao và 45 đến 52 cân là mặc rất đẹp luôn. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp, mắt đánh size S cho em nhé. Em này em lấy mọi người 350, mã số là 334. 350.000 mã số là 334 cho em. 350.000 mã số là 334 cho em này. Mọi em mắt đánh size M cho em nhé mọi người nhé. Cái này nó là chen cốt đấy, nó dáng dài. Mắt đánh size M, con này thì tỉ lệ lệ lông cừu của nó cũng cao nhưng mà nó sẽ hơi dặm một chút này. Lên nắng nắng nữa. Đợi em chút. Em này 50 cho 50-57 cân nhá, hơi dặm chút này. 50-57 cân nhá, dưới 57 cân này. Em này mức giá của nó là 300, mã số là mã số 6. Đáng lỡ hả? Đáng... Hỏi nên là nhiều lúc chưa biết nó là đáng lỡ. Ui, con này đẹp chưa? Con chen cốt này các bạn lấy đi nè. Con này oversize rất là đẹp luôn. Đóng khuy bên này nhá mọi người nhá. Em này phi size rồi. Em này chị nào thích free size này, như ở bên nước ngoài họ hay mặc rộng này để cho thông thời tiết được lạnh ấy. Em này nhá, nếu mà Việt Nam mình là các chị phải có cân nặng tầm từ 60 cân trở lên thì mới mặc được. Trên 60 cân thì mới mặc được con này nhá, ở Việt Nam mình ấy. Còn ở nước ngoài thì con này chỉ dành cho các chị size M thôi. Mặc theo kiểu rộng ấy, khoác đi bước đi ấy. Đó. Em này nhá, màu đẹp quá, màu hồng đất nhá mọi người nhá, hồng đất cho em. Đó, em này nhá. Chị nào nhá, thích form oversize cứ lấy thôi. Mức giá của em này là 400 nghìn nhá, mã số là 571. 400k mã số là 571 cho em này. Trời ơi đây này. Con hot trend nhất năm nay luôn, đang là mới mẫu mới nhất luôn này. Có xanh than không chị? Có xanh than đấy, thì như tôi nhìn thấy có một con xanh than thì phải. Con này mác bình thường chỉ đánh size S thôi. Thề. Con mạc luôn này. Chưa biết ngay à?
Mới còn mạc luôn, còn tem luôn nhá mọi nhá. Mát chỉ đánh size S em biết ngay mà. Việt Nam mình các chị có cân nặng 47 đến 55 cân. Xinh lắm. Đang là trend nhất hiện nay đấy. 47 đến 55 cân nhá. Size các chị S thích cứ lấy thôi. Mát có đánh size S thôi ạ. Em này S và M đều ok, S và M đều ok nhá. Chất rất là mềm luôn. Em này mức giá của nó là 400.000, mã số là 359. 400k mã số là 359 cho em này. Còn tem luôn ấy, mà cái tem này chắc chắn phải được 6 7 triệu. 359 cho em này. Tiếp theo nhé mọi người ơi. Màu kem này, con này chất siêu phê nhá, có đai đi kèm. Một con này mềm lắm, chất không bị dặm một tí nào. Mà 359 cho chị Hòa Trần. Chất không bị dặm một tí nào gọi là vệt. Đây này, họ bên nước ngoài họ không có đạn thắt eo đâu, họ sẽ để thả xuông như này thôi. Đó, em này nhá, xem mát thì xem M cho xem. Đúng rồi, mát chỉ đánh size M thôi này mọi người. Chất mềm lắm luôn. Em này năm Việt Nam mình cứ 50 60 cân mặc đẹp. 50 60 cân. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, cái khoác này khoác rộng như này đẹp. Chỉ cần vừa vai thôi. Tay và vai mọi người vừa là thân ở dưới kể cả dáng chữ A vẫn đẹp luôn. Em này mức giá của nó là 350, má là 587, chất mềm lắm, không tặng đâu. Chất mềm cực kỳ mềm luôn. Màu đẹp chưa này? Anh nhỏ này mọi người ơi. 47 đến 53 cân. Tiêu đẹp luôn nhá. 47 đến 53 cân ạ. 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 53 cân. Form đẹp. Form này basic. Bao nhiêu năm nay không hỏng. Em này 47 đến 53 cân nhá. Em này mức giá của nó 350. Mã là 4. Mã số em này là 464 này. 350 mã số là 464 này. Còn luôn đi chi. S tiếp này. Ôi dáng lỡ đấy mọi người ơi, kẻ nhá, có đai luôn này, hot chưa? 587 chưa chị Nguyễn Thế? Hot chưa? Con này các chị S và M đều mà ok, đang hot này. Có đai đi kèm nhá mọi người tự thắt đai cho em. Cái này là kiểu của nó làm lệch vạt nhá mọi người, đang là kiểu thiết kế đấy mọi người ạ. Em này S và M dưới 53 cân nhá. Em này mức giá của nó 300.000, mã là 361. Lệch vạt này. Con này đẹp chưa? Form nhỏ thôi. Em này size 36 nhá, M nhỏ này. Con này S bé lắm. 45 đến 50 cân dáng eo nhá. Size S dáng dài cho em này. Đẹp. Size S thôi, em mặc size L mà không có lên đâu. Size S thôi. 45 đến 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp này. Em này em lấy mọi người 350, mã số là 459. Mà 361 cho chị Trang Quỳnh Nguyễn. Ui con này này, nhẹ tay mà mặc rất ấm luôn, nhẹ và rất ấm luôn. Cái này các chị có cân nặng 47 đến 53 cân. Nhỏ thôi, S và M nhỏ này. 47 đến 53 cân, dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350.000, nhanh. Mã số là 350. Có kẻ đấy chị ạ, nhưng mà kẻ nó không kiểu như là kẻ sắc nét to đùng. Size M tiếp này, con này đẹp. Chất phê luôn, mắt đánh size M nhá mọi người. Size M cho em này, màu đẹp, màu tây ấy. Con xanh dương của chị. Mã 459 cho chị Tuyết Trần. Con này đáng săn, 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân này cái ve cổ quá đẹp. Mã luôn. Em này mức giá 350, mã số là 417. 350 mã 47, con xanh dương này đúng không? Con xanh dương này là đỉnh của chóp luôn nhá. Bà nào mà đúng là mặc được form này thì nó có bèo vai này, nó có đai này. 587. Đáng để săn đây này. Tay của nó tay Hàn nhá mọi nhá. Mã 417 cho chị Nguyệt Nguyễn. Con em xem size gì nhá. Mắc đấy là size M cho em đây này. Này chị nào eo bé mặc lên xinh, eo em đang to này, béo nhá, xinh chưa? Em này nếu mà để đẹp nhất là các chị 60-65 cân đấy. Tay của nó tay rộng này, mát của đánh size M thôi, nhưng 60-65 cân của Việt Nam là ok. Em này mức giá 350, mã số là 605. 350, à có phát kẻ này, chị nào vừa hỏi kẻ đây này. Kẻ đây, kẻ xanh nhá. Kẻ này các chị chỉ size tầm 47-55 cân thôi, size M thôi. Này, đẹp chưa? 47 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 400.000, mã là 433, săn tạ. 400.000 mã 433 cho em này.
đây này, em bảo mọi người, em khuyên thật mọi người lấy con này đi này. Con này đẹp cực kỳ luôn, nhìn sang chảnh lắm luôn, cái khuy của nó mạ vàng luôn. Mã 605 cho chị Trang pha. Con này 400.000 quá là bèo. Mác thì đánh như này chị, hàng handmade còn mới còn tem tàng tay nhá. Mác đánh size M cho em này, size M các bạn ơi. Đẹp vãi chưởng luôn ấy. Size M nhá, còn nó không phải là kem nhá, kem nó còn hơi sọc sọc giống như vân đá mọi người ạ. Em này các chị có các nặng size M 48 đến 55 cân nhá. Em này em lấy bạn ủi giá 600.000 của tôi đấy, 400 thôi. Mã số là 328. 400.000 mã số là 328 cho em. 400k mã số 328. Đẹp chưa? 3433 chúc chị Hoàng Yên ta sang. Con này có đầy đủ đai tay nhá, không có đai eo đâu. Không có đai eo nhá mọi người. Con này nó là 100.000 em mà siêu sang chảnh nhá mọi người nhá. Cái áo của nó, cái tay của nó mọi người tưởng là liền nhưng nó là rời này, nó là kết này. Mọi người nhìn chưa? Đẹp lắm. Em này nhá, chị nào có cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhất không đai này, 350. Mã số em này là mã số có chị nào hỏi con này nhỉ? Size L nhá, 350, mã số là 332 này. Hôm trước rất nhiều chị chụp ảnh cho em con này bảo là ôi chị không thấy. Mã số là 332 cho em này. Màu của nó màu xanh min nhá các bạn nhá. Đẹp chưa? Tất cả những con dạo một lớp và có lót đều là hàng luxury cao cấp hết. Mã 332 cho chị An Nhiên Phạm. Em này nhá. Size M cho em này, 50-57 cân nhá, còn cúc dự phòng luôn. 50-57 cân mới lắm, dưới 57 cân nhá. Em này lấy mọi người mức giá của nó là 400, mã số 600. 400.000 mã số 600 thì còn có lót, mọi người cứ lấy đi. Là hàng VIP luôn. Màu vàng, vàng là con, đông là con này. Lâu trơn size S. Size S thì sợ không có nữa nhá chị nhá, bởi vì là bởi vì trong này là nó là hàng sale ấy. Đây mắc cái con này đánh size S đây này, nhưng mà con này nó là dáng oversize đấy. Mác đánh con này size S này, nhưng mà con này dành cho chị có cân nặng tầm 55 đến 60 cân. Mặc kiểu dáng rộng 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 đấy, rất đẹp luôn. 55 đến 60 cân của Việt Nam mình nhá. Em này 350, mã là 514. 350, mã số là 514 cho em này. Tiếp theo em này mã 600 cho chị Mai Hoa Cao. Em này là dáng khỏe này. Dáng lỡ nhá mọi nhá. Đó, em này này. Mặc như này thôi, mọi người thích đóng đai thì lại đóng, không đóng thì thôi. Em này mác đánh size S nhưng mà em tư vấn S và M mặc đẹp nhá. 45 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá mọi người, thích thì mọi người có thể thắt đai của mọi người vào. Dáng rất đẹp luôn. Em này em với 300.000, mã số em này là 4344 này. 300k. Nào ai hỏi kẻ đây? Ôi sót, đúng một em kẻ. Kẻ vét hot trend vô cùng luôn. Hàng handmade nhá mọi người ơi. Mác của nó đánh là size xem nào. Oh. Nào, đây là dành một em vest của nam. Tay có lót nha mọi người nha. Nào, chồng mà nào có cân nặng tầm từ 63, 66, 67 cân. Hot trend luôn, nói chung là tặng cho chồng con này thì sướng luôn, 300.000 một con. 67 cân quay đầu của nam nhé, 63, 67 cân của nam cho em. Dưới 67 cân của nam cho em nhá. Em này lấy mọi người 300.000 thôi, mã số là 399. Cái này nam không lấy phí luôn, không có nữa. 399 này lên một em luxury nhá, có lắc vàng ở cổ này, size M cho em nhá. Có lắc vàng ở cổ size M này. Size M thôi các bạn ơi, dáng lỡ này. 48 đến 55 cân nhá. Chất nhẹ và rất ấm luôn. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá 350.000, mã số là 342. Con này lấy đi này, lót hết đầy đủ luôn. Hãn hiếu mới có một con có mũ nhá mọi người nhá. Mãi mọi người chốt theo mã giúp em với hả? Mãi mới có một con có mũ nhá mọi người nhá. Con có mũ lên thì nhìn chảnh lắm. Con này có kéo khóa cho em này. Mã 399 cho chị Tranh Đá. Em này mát thì đánh kiểu size M thôi nên này. Em này là phi size nhá mọi nhá. Lớp kiểu một lớp không tay đấy á. Phi size nhá, chị là thích mặc phong rộng mũ này, ngay tay luôn. Em này mức giá 350, mã số em này là 317, phi size nhá. 350, mã số 317. Em gel này em đảm bảo mọi người nó phối lên siêu siêu đẹp luôn. Cái form nó rất là vừa, form nhìn nó đẹp đó. Tất cả cái form dạo này mọi người chốt em không có chuyện tượng phồng ở đằng tay đằng sau đâu nhá. Nhìn form đẹp chưa? Còn là hàng xịn luôn đó của tôi đó. Em này 48-55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhất, chất êm và không thẳng tí nào luôn. Em này 400.000, mã là 617. Nó là hàng cao cấp, nó khác á. Con dạ kẻ này mới đẹp này. Hề.
con dạ kẻ này mới đẹp này. Cái chất của nó êm kinh khủng luôn. Bà nào 60-65 cân hoặc là thích mặc oversize cứ lấy nhá. Không thì em phải đăng ký luôn con này luôn. Mặt của trong của nó là dạ kẻ nhỏ, còn mặt ngoài của nó dạ kẻ to. Chất rất mềm và không dặm nhá. Phải nhấn mạnh như thế luôn. Em này dưới 65 cân nhá. Em này mức giá của nó 400.000, mã là 362. Săn những con như này nó mới độc này, nó không đụng hàng. Còn mặc phối lên đảm bảo mọi người ai hỏi mua ở đâu luôn. Đây. Bà nào hỏi lâu size nhỏ đây. Đẹp chưa? Ui còn có đai đây này, ui xù ôi thôi. Con vàng trẻ ok. Em này nhá. Bình thường có áo ngắn đấy ạ. Em này các chị có cân nặng tầm từ 48 đến 53 cân. Không cần 48 đến 55 cân ok đấy. Dưới 55 cân nhá, có đai nhá, không cần phải thắt đai đâu, thả xuống thôi. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. Em này mức giá của nó 350, mã là 486. 350 mà đây này, con đi này. Màu đẹp kinh khủng luôn, một cái dáng chen cốt nó dài gần như đến mắt cá chân luôn, rất là hiếm. Rất là hiếm nhá mọi người ơi. Đây, các bà phải săn thì con đi này chứ. Em này 55 đến 65 cân nhá, dáng của nó là 486 cho chị Lan Nguyễn. 55 đến 65 cân, dưới 65 cân nhá, dài như này khó kiếm vô cùng, 350, mã là 329. 350 mã số là 329 nha. Tiếp tục nhá mọi người nhá. Đây là một em dáng kiểu này. Có lót bên trong nhé mọi nhá. Size XS. Cái này như thế nào đây? Mà 329 cho chị Loan Nguyễn. Đây cái này có đai để không? Size S thôi, 45 đến 50 cân, nắng bạc đẹp chưa? 45 đến 50 cân nhá. Em lấy mọi người mức giá 300.000, mã số là 502. Để em buộc lại tóc nhá. Giờ này mới là giờ đáng săn đúng không? Chỉ có 3 dãy thôi, hết là nghỉ. Vì số lượng nó có ít lắm. Có chị nào size bự đây, em có một con màu nâu tây rất đẹp cho các chị size. Đây là một em rất đẹp luôn này. Hôm nay tôi chỉ bán đồ ấy thôi. Kẻ này các bà ơi. Hai mặt của nó là hai màu khác nhau. Con này không săn thì biết săn con gì. Con này là dáng chắc chắn nó sẽ không đi sai vì dáng là oversize. Chắc chắn nó không đi sai vì dáng oversize cho em. Em này là hàng Italy nhá. Có cashmere 10% này, hàng xịn lên các bà ơi. Size của nó là size 34. Là size châu Âu, size 34 là size M và L của Việt Nam. Phải M và L của Việt Nam mình mới vừa. Em này các chị 50-60 cân. Cashmere 10%. 1% cashmere của nó đã rất là đắt rồi, đừng nói 10% nha. Con này đúng là xịn xò luôn. Em này 50-60 cân này, size S mà thích trên cốt cứ lấy cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá 400.000, mã số em này là 627. 10% cashmere là sở hữu cả một gia tài luôn. Đây, một em màu rêu nhá, phong rất đẹp luôn. Tiếp theo này, em này bác đánh size M. 48 đến 55 cân. Đẹp nhỉ. Màu rêu nhá, có cháy ạ. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. Em này 350, mã số là 360. 350 mã 360. Con kẻ bác nào không lấy tôi sẽ lấy. Tiếp tục này mọi người này. Đây. Tiếp theo mã 627 cho chị Trang Phạm. Các bà không lấy con đấy chắc chắn tôi lấy vì sao cashmere rất là đắt đỏ luôn. Có thể là mình không phải bỏ một cái số tiền 100% giá trị hàng hóa ra mình mua nên mình không biết nó đắt như nào, nhưng cashmere rất đắt. Mà 360 cân cho chị Lan Nguyễn. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân quay đầu vào đẹp nhá, dưới 60 cân này. Quá đẹp luôn, gì nữa. Em này 350, mã số em này là mã số 325. 350, mã số là 325 cho em. Hết rồi, lẫn với em dạ kẻ 2 lớp này. Con dạ kẻ 2 lớp để bán tặng lớp nhá. Dạ kẻ 2 lớp này. Size S thôi. Có mũ nhá. 40 50 cân. Dưới 50 cân nhá. 150. 40 50 cân 150 thôi. Mã số là 805. Đã mà không săn thì là hết, lại còn không săn là hết. Nói thật cứ tưởng nói đùa. Nào, bà nào phải màu tím than. 325 cho chị Hoàng Nghĩa. Màu tím than này, em có một con duy nhất màu tím than. Duy nhất một con màu tím than, dáng của nó là dáng kiểu măng tô dai cượt luôn. Cái này các chị có cân nặng tầm từ 57 62 cân, siêu đẹp luôn. Nhìn chảnh lắm các bà ơi. Người có tiền đây này. 805 dưới 62 cân 300.000 mã số 500 màu tím than. 300.000 mã số 500. Người có tiền đấy.
nhìn mặc lên nó sang. Đây là con này mặc lên sang luôn. Màu kem nhé mọi nhá. Con này là oversize rồi. Con này oversize nhá. Mác chắc chắn chỉ đánh size S thôi. Này, lót liếc của nó ngon này. Cắt bớt lót rồi, cắt bớt mát rồi. Em này nếu mà đẹp nhất là các chị có cân nặng tầm từ 50-60 cân. Chỉ 50-60 cân thôi. Nếu mà size S thích cứ lấy thôi, bởi vì dáng ở phi size mà. Chị đã mặc cái form phi size lấy đi ạ. Em này mức giá của nó là 350.000, màu be nhá. Mã số là 640. Rất là êm, không dặm và nhẹ kích khủng. 640 cho em này. Một em dám phép đẻ ngắn đấy mọi người ơi. Bếp kẻ ngắn nhé mọi người nhé, mắt đánh size M và lông cừu của nó là 100%. Em này à, M, L, ok. Mặc form rộng này, bếp này mặc rộng này, rộng này. 50-60 cân nhé. Em này 300.000, mã số là 555. 300k mã số 555. Mọi người lên mấy con đỏ đi nhỉ. Ui mẹ ơi, sao con đỏ này lại đẹp như vậy. Đỏ này, đáng để săn đấy. 47-53 cân. 47-53 cân nhá. Em này 350, mã là 624. Đẹp chưa? 350, mã số là 624 cho em này. 350, mã số 624. Lên một em áo free size có mũ này. Mũ và có đai nhá mọi nhá. Mã 555 cho chị Sang Phúc. Mũ và có đai cho em, dáng của nó là dáng free size đấy, có đai. Đai mọi người cứ thả hoặc buộc nhẹ đằng sau thôi. Xách lá cây đi em. Xách lá cây ok. Em này phi size rồi, mắt đánh ở size, chị làm mặc được form rộng thì lấy thôi. Mã 624 chị ngại nữa. Em này mẫu mức giá của nó là 350, mã số là 358, mặc oversize cho em này. Xem là cây á, cái cây này. Con này sao là chất nó lại mềm như thế này hả? Mắt đánh chỉ size S thôi này mọi người ơi, nhưng mà cái này chỉ chắc khả năng SM luôn. Các bà vào được số like này, các bà săn được vâng, con vâng. Cực kỳ đẹp. Mã 358 cho chị Tuyền Liên. Số like này em không phải chạy quảng cáo gì. Em này các chị có cân nặng phi size ấy. Bởi vì sao? Mác của anh size S, nhưng mà cái này nếu mà như em mà mặc vẫn đẹp luôn. Em này các chị có cân nặng đẹp nhất là các chị có cân nặng tầm 55-65 cân. Còn nếu các bà là size S mà thích biết là các siêu mẫu ra mặc toàn mặc như này thôi. Như này là size S này. Nhưng mà Việt Nam mình là 55-65 cân là mặc đẹp cho em nhá. 350 mã là 550. Chất mềm lắm luôn. 350 mã số là 550 cho em này. Xin giới thiệu các bà con lắc vàng ở cổ này. Acmoney này bà ơi. Trời ơi. Acmoney ạ. À, thằng hiệu này. 550 cho chị Lê Thị Huệ. Cái form nó khác hẳn luôn. Nó là dáng kiểu nhá. Acmoney cho em này. Nhìn chảnh chưa? Acmoney này các chị 50-60 cân. Chất dạ nó khác biệt hoàn toàn luôn. Em này mức giá của nó là 400.000 Acmoney nhá mọi nhá, size 50-60 cân, dài luôn. 400.000 mã số là 340 Acmoney cho em nhá. Đây, cái này nó cách điệu đây này, mọi người nhìn đẹp chưa? Acmoney nhá, 340 Acmoney. 3 mấy nhỉ? 400.000. Đây, con này đẹp chưa? Con này là của Metro City, hàng ở New York nhá mọi nhá. Nhẹ lắm, những cái con này này mọi người nếu mà chị nào sành phát nhìn phát biết ngay. Em này nhá, size dành cho chị size M thôi, 50-55 cân. Metro City này. Toàn vài triệu một con thôi. Em này các chị có cân nặng 50-55 cân nhá. Nhẹ kinh khủng luôn. Lỗi âm tay là lỗi đâu vậy. À con này này. Đây, rồi, tư vấn cho các bà một chút này. Các bà về bảo quản dạ một lớp nhá. Cho vào trong cái túi hộ tôi. Con này nó sẽ có một cái loại động vật nó rất thích ăn cái chất lông cừu này này. Nó sẽ có những cái lỗ nhỏ nhỏ trên này mọi người nhá. Đó. Một lỗ nhỏ nhỏ nhá, em bán lỗ nhỏ nhỏ em bán lên mọi người 200.000 con này nhá. Bởi vì sao nó bị cái con đấy nó cắn rồi nên về mọi người những cái dàn dòng này này. Mọi người để vào trong túi bóng cho em, treo móc và để trong túi bóng cho em không nó ăn mất cái dạ nhá. 200.000 size M nhá. Mã số này là 339 này. 339 cho em này. Tư vấn cho các chị thật lòng luôn đấy, để các chị đỡ bị hỏng ấy. Một em hàng handmade siêu siêu đẹp luôn, màu đen nhá mọi nhá. Em này các chị chắc chỉ size M. Mã 339 cho chị Thảo Trần. Size M thôi mọi người nhá, M, L, ok. Không, con này vai này chỉ M thôi. Em này các chị có cân nặng tầm 50-55 cân, hàng handmade màu đen nhá, một hàng gốc thôi. 50-55 cân, ông vai bị chật đấy. Em này mức giá của nó là 350, mã là 355. Ông này hỏi là nó chị xinh rồi hả? Chắc là lâu xem rồi, tôi xinh được một tháng lên rồi nha. V
rỗi rồi nha. Tháng rưỡi rồi. Ôi con này dáng lỡ này gì? Dáng khỏe này mọi người ơi. Dáng khỏe này mọi người này. Dáng lỡ đấy nhá mọi người nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 48 đến 55 cân cho em này dáng chữ A nhá. Em này lấy 300 nghìn thôi. Mã số em này là 595. 300k mã số là 595 cho em. Có một em dạ hai lớp vẫn vào đây này, bán 150 lớp này. Mã 355 cho chị Ngọc Ánh. Dạ hai lớp thôi, hai lớp. Lấy 150 đấy mọi người nhá. 60, 65 cân, dưới 65 cân ạ. Nên lấy 100 nghìn đi, mã số là 102. Bán tặng lớp. Số like này không dành cho. Đây này, cái con có cổ này san chảnh chứ. Dáng lỡ này, có cổ này. Cổ đó là cổ bẻ như cổ khăn ấy các bạn. Chất mềm và rất nhẹ luôn nhá. Lông cừu xịn sò của tôi đó. Em này 50-60 cân, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 300 nghìn dáng lỡ này. Mã số em này là mã 592. 300 nghìn mã số là 592 cho em. Đây con này đẹp. Con này là thuộc dạng đặc cấp luôn đấy chứ. Một em dạ quy sừng thứ hai trong ngày hôm nay. Chất dạ không thể nào đẹp hơn được nhá. Chất dạ không thể nào đẹp hơn được nhá. Có quy sừng này. Đó, con này thì trẻ và các chị nào mà kiểu thích phong cách khỏe là mới lấy những con này rất đẹp luôn. Chất rất là mềm nhá, sờ cái chất dạ nó khác lắm. Khác lắm lắm luôn ý. Đây, em này nhá, lông cừu nguyên bản cho em này. Mác đánh size S thôi, Việt Nam mình S và M đều ok. 47-55 cân nhá, 100% lông cừu luôn. Mềm. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 350, mã là 542. 350, mã số là 542, độ mới như 100%. Mã 102 cho chị Thọ Phạm. Mọi em dáng lỡ đây mọi người ơi. Dáng lỡ nhé mọi nhá. Lỡ này, em này các chị size tầm 50-55 cân thôi. 50-55 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này 300 nghìn ạ, mã số là 390. Rẻ quá làm gì nữa. 300 nghìn mã số là 390 nha em này. Đây là một sản phẩm mà em rất hay áp ảnh lên này mọi người này. Con này dáng lỡ nhá, lông cừu xịn. Em rất hay áp ảnh những con này lên này. Màu xanh này dễ mặc luôn. 47 đến 53 cân. 47 đến 53 cân, dưới 53 cân nhá. 300 mã số là mã số này là 588 này. 300 nghìn mã 588. Con này nhẹ dã man này. Nhẹ lắm mà cảm giác nó giữ nhiệt tốt các bạn. Em này 55 đến 60 cân dáng lỡ này. 55 đến 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Chất nhẹ cực kỳ luôn. 350 mã số là 41. 350 và 41 cho em. Ôi các chị ơi, chết rồi, có lẫn một vài con áo khoác tổng hợp. Áo dạ ép lông cừu. Dạ ép lông cỏ cho em này. Con này dáng jacket nhá. Bà nào săn được con này 150 nghìn. Nhớ cảm ơn tôi. Em này các chị có cân nặng dưới 52 cân. 45 đến 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Giá gốc 280 đến 160 đấy. Mã số 9. Lông cỏ ép ấy. 160 nghìn mã số 9 cho em này. Nào, lên một em màu, không phải màu đỏ nhá, con này là màu đỏ cam. Đỏ cam cho em này. Ui, đẹp chưa? Size này các chị có cân nặng 47 đến 51 cân. Dưới 51 cân nhá, đỏ cam khâu tay này 350, mã số là 304. 350, mã số là 304 cho em nhá. Ok, đây có mấy em lông thỏ lên lên luôn nhá mọi người nhá. Lông thỏ ép này, bán như tặng các bà luôn đấy. Lông thỏ ép cho em này, cái khung giờ này, cái khung giờ 10 giờ mà em lên là mọi người phải thấy là hôm nào mà khung giờ 10 giờ em lên mọi người phải vào nhé. Bởi vì lúc đấy có hàng rất là ngon. Thật sự. Em này các chị 50-55 cân lông thỏ ép nhá. 50-55 cân này. Đẹp dã man luôn. Trời ơi, những con này mọi người không săn 350-400 thì thôi, không phải là tôi nhá. Em lấy mọi người 200 thôi. Mã số là 716 đây. Xem mờ. 200 nghìn mã số là 716 cho em này. Đây con di lê này nữa này. Di lê này đẹp lắm nhưng mà con này là trong mặt trong của nó da lộn nhưng bị áp màu một tí, áp màu không, áp màu bên trong không ảnh hưởng gì. Bên ngoài của nó viền đá rất đẹp luôn. Mã 716 cho chị Ngọc Ánh. Em này các chị size S. Size S cho em, tôi lấy các bà 80.000 nhá. 80.000 nhá, áp màu bên trong nhưng bên ngoài rất trắng luôn. Mã số 984. 80.000 mã 984. Hết nước hết cái với các bà luôn. Ôi. Đây là một trong những em rất là sang chảnh và giới kiểu như các hot girl ở nước ngoài nhá. Rất là thích cái tông màu loan như này nhá. Các bà cứ xem TikTok nhiều là các bà đôi ý. Ôi, những con này thì đây này, lông thỏ ép nhá, giá hết như kiểu da beo mọi người. Nhưng màu của nó màu chanh cốm. Em này 47-55 cân nhá, em lấy mọi người 180. Mã số là 396 đây.
180.000 bạn số 396 thôi này. Đây nữa này, con khoác lông giỏi này, chắc là không phải khoác nữa nhỉ. Cổ của nó là phối lông cừu nhá. Con này các chị béo là lấy được luôn, 50-60 cân bởi vì nó là dáng cánh rơi. Nhìn chảnh lắm nè. 50-60 cân cổ và túi phối lông cừu nhá. Em này, em lấy 200.000 thôi. Mã số là 13113. Thằng bom đấy. Mã 113 này, còn con ép lông thỏ cuối cùng. Ép lông thỏ cuối luôn, size F có kéo khóa nhé mọi người nhá. Size S trong trần này. Nó như là áo dạ vậy ấy. Em này 40 trần 48 cân, siêu đẹp luôn. 40 đến 48 cân. Ok chị Anh Dương Hà, anh Dương Hà nhé. 48 cân nhá. 180, mã số là 320. Trời ơi, lông thỏ F màu vàng ấy. Hết chưa? Để chuyển sang dòng nào, con vàng ché đằng sau, bà nào vừa hỏi con vàng ché đằng sau đây. Con vàng ché này thì xem này, khả năng là hàng Italy đấy. Con này có một con xanh như lúc đầu đẹp lắm. Em này mát đánh size S cho em, hàng Hàn xịn luôn. Ôi, hàng thì nó lại siêu được gọi là siêu đắt đỏ, nó sẽ hàng chung mình chỉ giá đến từng 7-8 triệu, nhưng riêng hàng hàng xịn như này nhá, không dưới chục triệu con này đâu. Nó tính bằng mười mấy nghìn won ấy. 130.000 won chứ không phải mười mấy đâu, 130.000 won ấy. Em này các chị có cân nặng 48-55 cân ở Việt Nam ấy, nhìn cái cổ đẹp chưa? Mọi người mặc cái áo có nơ ở đây là xinh lắm luôn, trẻ. Em này dưới 55 cân nhá, 400.000, mã số là 614 này. 400k mã số là 614 nha em này. 400.000 mã 614 này, màu be nhá mọi người ơi. Con này có đai luôn này, hôm trước có bà nào hỏi tôi con này nhỉ? Tối nay là pha trẻ con chị ơi. Hôm trước có bà nào hỏi tôi con này nhỉ? Em này là oversize nhá. Đúng rồi, 93% của nó kiểu là in phi size. Hôm trước có chị nào in bác hỏi em con này siêu phẩm đỏ dài không? Siêu phẩm đỏ dài vào khui nhá. Vào đây đừng hỏi siêu phẩm đỏ dài đi, tôi mắng á. Em này phi size nhá, phi size dưới 65 cân này. Em này 400.000, chất mềm cực. Mã số là 323. Hôm trước có chị nào nhắn tin em hỏi nhớ lắm. Mã số 323 cho em này. Đỏ dài hả? Nào thì đỏ dài. Con này cổ nó làm như kiểu bọn Zara hay làm cổ bẻ nhá. Đó. Em này các chị 60-65 cân. 60-65 cân nhá. Em này em lấy mọi người 300.000, mã là 548, 60-65 cân. Cổ như kiểu bọn Zara. 548 cho em nhá. Ôi. Lớn mà em khoác len tiếp này. Con khoác len này mà phụ kiện là 220, 250. Con len này phụ kiện là 220, 250 luôn này. Em này nhá, lấy 150 luôn. Các chị có cân nặng size M, 48-55 cân. Thôi lấy 100.000 đi, mã số là 607. Vậy này bán như tặng luôn, sao này ép dày được luôn. 607 cho em này. Dáng ngắn nhá mọi người ơi. Dạ, xin chào chị Trạch Đá. Em không xinh đâu, em béo như này mà chị bảo em xinh nha. Em này F và M nhá, F và M, nhìn chơi chưa? Em này các chị dưới 55 cân nhá. Em này lấy một người 300.000, mã số là 464 này. S và M, mã 464 này. Màu tím này. Con này tím không phải tím đơn thuần đâu nhá, nó là kẻ tím. Form một cúc rất là chảnh. Em này, cái chất dạng của nó thì không thể nào chê được luôn nhá mọi người nhá. Nó là hàng xịn sò của tôi. Hàng xịn sò của tôi nhá. Mã 607 nhỏ. Hoàng Liên ta ta 45-52 cân. Mã 464 cho chị Elefa. 45-52 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 350. Mã là 351. 350 mã số là 351 cho em. 350 mã 351. Con này của nó là màu xanh đen. Màu xanh đen nhá mọi người nhá. Màu xanh đen. Ok. Em này các chị có cân nặng tầm 45-52 cân, dưới 52 cân nhá. Màu xanh đen cho em này. Em này mức giá của nó là 350, mã là 524. Form đẹp, xanh nhỏ. 524 cho em này. Ui đây là một em đen thần thoại này, bà nào hỏi đen. Con đen mã 351 cho chị Vũ Thị Thảo. Đẹp khủng khiếp nhá mọi người nhá. Chất mềm lắm, mấy con đen này con nào siêu phẩm luôn. Mát đánh size S đấy, nhưng em tư vấn các chị size M cho em. Em này 50-55 cân, 50-55 cân nhá. Em này mức giá 350, đen huyền thoại đấy. Mã số là 473.
mai mọi người đi thì khoác như này thôi, đi bốt này đẹp cực kỳ luôn. Áo bên trên mọi người thích mặc áo giữ nhiệt hay là áo bông tư đi tùy mọi người. 453 lên. Đây là một em màu xám. Không còn con duy nhất đến chân nhỉ. Đây. Đây. Ô con này chỉ đến qua đầu gối thôi. Con này là loa kẻ nhá mọi nhá. Em này mắc đánh size M, em tư vấn mọi người size L. 55 đến 60 cân. Má 473 thôi chị. Cái này hôm nay bà nào xả cái lô này thì rất là phí luôn, bởi vì nó giá nó mềm cực kỳ, thế mới gọi là săn nha. 55 đến 60 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 350, má là 637. Chị Lý thì chuyển khoản cho tiếp chị nha, chị chốt được nhiều rồi. 350 mã 637. Chị Lý thì đang chuyển khoản cho tiếp ạ. Dừng đi. Một em này nó là size L tiếp này. Em này 57 đến 62 cân. 57 đến 62 cân, dưới 62 cân nhá. Em này mức giá 350, mã số là 618. 350 mã số là 618. Mã 637 cho chị Vi Tú. Ui. Đây ạ. Em này dặm rồi các bà ơi. Mát đánh size nhỏ nhưng hơi dặm một chút này. Em này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân. Hơi dặm một tí, em lấy mọi người mức giá của nó là 300 đi, mã số là 115. 115 cho em. Màu tối đấy mọi người ơi. Màu tối nhá. S. Chuẩn S thôi mọi người ơi. Chuẩn S thôi. Em này 45 đến 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, mã là 635. Màu rêu. 350 mã 635 đi. Nào. Đây mà em màu xanh đen nhé, con này chất xịn này. Màu xanh đen nhé mọi người nhé. Đi trong bóng tối thì nó màu đen đấy. Đi ra ngoài trời sáng nó màu xanh. Size tầm 48 đến 55 cân. Mua được hai cái áo dạ luôn á. 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân. Form này thì quá đẹp luôn, màu xanh đen đúng không ạ nhé. Em này mức giá của nó là 350. Mã số em này là 598 này, màu xanh đen này. Cái áo của em mặc là màu đen nhé, cái này màu xanh đen. 598, 350. 598 350 này. Màu cỏ cháy này, màu gọi là sao, màu cắt cháy. Màu cắt cháy nhé mọi người nhé. Con này có đai. Đai mọi người cứ thả xuống. 595 cho chị Nguyễn Hiền. Đai mọi người cứ thả xuống vào đây. Em này các chị nếu mà đẹp nhất là dành cho chị tầm từ 53 57 cân thôi. Cao. Con này chỉ 53 57 cân thôi, mặc to hơn là không đẹp. Nhìn vậy thôi, chỉ 53 57 cân thôi. Em này mức giá 350, má là 319. 350 mã số là 319 nha. Ui đây, siêu sang chảnh của tôi này. Con này có cúc dự phòng nhá, con này là kép mọi người ạ. Con này nó là kép. 100% của nó lông cừu và nó là kép thì chắc chắn là phi size rồi. Nhìn hoàn da nhỉ, con này có cúc nó ở đây nhá. Kép này là oversize cho em này. Cái cúc này nó rời ra đây này. Đó, kép cho em nhá. Chị nào cần kép này. Eo ơi, chảnh hết lắc luôn. 300.000 thôi, mã số 100. Kép 300.000 mã số 100. Con kép này bà nào lấy đi, bà nào mà kiểu nhìn tranh xả ấy. 300.000 mã số 100 cho em này. Mấy con màu rêu gần nhau. Đợi chút nha, em like mấy con màu rêu xong. Những con màu rêu này đẹp mà các bạn. Phối đồ đây này, màu xanh đen ấy, xanh đậm. Em này 47 đến 50, 53 cân, 52 cân. 47, 52 cân nhá, dáng hơi eo nhẹ này. Dưới 52 cân này, form đẹp chưa. Em này lấy mọi người 350, hàng 600 nghìn của tôi đấy. Mã số em này là 498. 498 này. Con này đẹp này, 498 nhá, form đẹp. Lên màu khác nhé. Ui đây này. Đây là màu cam đào. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân, màu cam đào nhé, hàng handmade cho em. 498 cho chị giặt xé Hà Trang. 55 đến 60 cân, hàng handmade xịn sò luôn nhé. Em này em lấy mọi người 350, mã là 344. 350, mã số là 344 cho em này. Form đẹp chưa? Mấy con form đều đẹp, con này có đai đi kèm nhé mọi người nhé. Có đai đi kèm luôn. Thả xuông thôi là rất là đẹp luôn. Thả xuông luôn mọi người nhá. Em này các chị có cân nặng. Em
Mà 344 cho chị Lê Thị Huệ à? 60 65 cân bằng cân em mà con này quá đỉnh luôn. Em này 350, mã số là 623. Con này dài thượt này. Một em lông cừu dài thượt, nhưng con này nó là hàng hàng một lớp nhưng nó không phải thông tay này. Em sẽ bán rẻ cho mọi người con này nhá. Con này khoác lên vừa nhẹ vừa thích luôn mà nó lại không giá lại rất là hợp lý. Em này á, phi size á, oversize cho em. Chị nào mà mặc được form oversize thì lấy này. Con đấy, con này mắc là chỉ đánh size S thôi, mắc chỉ đánh size S thôi, nhưng mà con này là oversize đấy. Phi size, em lấy mọi người có giá này là 200. Đó là hàng lông cừu nhá, nhưng nó không phải khâu tay. Mã số là 321, phi size. Con trắng nào á? Em này nhá, bên trong của nó là dạ kẻ này mọi người này. Bên ngoài của nó màu be này, phối màu đẹp chưa? Lại còn có dây lụa đàng hoàng nhá, hàng hàng có thương hiệu đẳng cấp luôn nè. Có đai nhá mọi nhá. Này quá đỉnh còn gì nữa. Đâu, khách có chốt đâu bình thường. À, con này của Uniqlo thật nào. Uniqlo này mọi người ơi. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53 đến 60 cân. Lên màu đen. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Uli này 300.000 thôi. Không bằng 1 phần 10 luôn. Mã số em này là 512. Cái con hàng có thương hiệu này thì cứ lấy thôi. Màu màu đi. Màu đen dáng lỡ. Màu đen dáng lỡ đây xem nào. 1m65. Bét 60 cân. Đây, chị có thể lấy con này nhá. Hàng lông cừu xịn sò của nó đây này. Vút này mọi người nhìn chưa? Đây. Màu đen dáng bét đây, đẹp chưa? Em này con này như em thôi. Em này 57 63 cân. Dưới 63 cân nhá. Em này lấy 300.000, mã là 313. Con này quá đẹp, không lấy em lấy chất. Mã 512 cho chị Đặng Huế. Không phải là em like đông khách đâu mà em biết tư vấn hơn đội kia. Cái đội kia nó không biết tư vấn. Hàng nó đẹp như thế này. Toàn hàng hot. 55 đến 60 cân này. Đấy, những con đẹp như này. Dưới 60 cân nhá. Em này mức giá của nó là 300.000 dáng lỡ này. Size L, mã số 633. Mã 313 cho chị Đỗ Huyền. 633. Đội nó không biết tư vấn hết chứ. Đây, con này còn đai đi kèm luôn này. Trời ơi, bà làm được con này phê. Hàng handmade nhá mọi nhá. Em này mang đánh size S này, hàng lông cừu 100% và con này là hàng hàn xịn sò. Em này S, M, L đấy ok. Hàng hàn nó mặc form rộng đấy, như hot girl của hàn nó chỉ mặc size S này thôi mọi người ơi. Thế nên em tư vấn Việt Nam mình là freestyle, các chị nào thích mặc như nào thì mặc. Cực kỳ đẹp luôn. 400.000 nhá, hàng hàn xịn luôn. Mã số là 31314. Hàn xịn tận 10 triệu. Một em dạ một lớp lông cừu nhá. Em này là có phối viền ở cổ luôn. Đẹp chưa? 50 cho đến 57 cân. 50 đến 57 cân nhá, size M và M lớn là ok luôn ạ. Em này 350, mã số là 616 là chất nhẹ lắm, nhẹ kinh khủng luôn. Mã 616 cho em này. Màu mận nhá mọi người ơi. Sắp hết rồi đấy. 12 giờ chị anh. Mã 311 cho chị Nguyễn Nhân. 40 đến 50 cân, size S thôi. 40 50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 350, mã số là 455. 300 lên mặc một lớp vào buổi tối em mới xong được. Mặc một lớp vào buổi tối ấy, chắc không lên được đâu bởi vì là đợt lô tối sẽ có một lô rất là đẹp luôn. Mà hôm nay sale có coi như là cần hết rồi. Con này size to rồi. À không phải size to, xin lỗi mọi người nha, nó có cái đai ở đây nè. Đây mọi người đóng ngay đâu đây, 60 65 cân là mặc cái này vừa. 60 65 cân nhá, nhìn chảnh chưa? 60 65 cân nhá. Em này 350, mã là 515, màu xanh cổ vịt. 350 mã số là 515 cho em này. Màu em rất là đẹp nhưng mà con này bị mất đai tay. Mất đai eo. Em về mọi người tháo đai ra là được, không cần phải đai. Em này các chị 55 đến 60 cân này, tháo đai ra, tháo đai ra là được. Mới chưa cắt xiết luôn chỉ là không thấy đai đâu. 55 đến 60 cân nhá, em lấy mọi người mức giá 250 vì nó mất đai tay và mất đai eo này. Chất đẹp lắm, size L nhá, 250, mã số là 62625. Ngắn còn đấy chị ơi, có ngắn chứ. 625 cho em này. Màu xanh rêu này.
con này các chị nhớ cân nặng tầm 47 đến 50. 62 lần chị trao 47, mà. Màu xanh đen nhá, à xanh xanh rêu đậm ấy. 47 đến 52 cân nhá. Em này 350. Mã số cổ bẻ này, mã số là 365. Lên gì? Lên ngắn. Lên ngắn gì á? Con này đẹp chưa? Con này như trên cốt luôn nhé các bạn nhá. Như trên cốt. Nó là dạng kẻ và đằng sau có theo này. Mình thấy chưa? Em đang chỉ ép vào mờ nhỏ thôi. 4, 3, 6, 5 thì giặt xế hạt ra. 4,7,52 cân dạng kẻ nhá. 4,7,52 cân này. Em này em lấy mọi người 350. Mã là 627. 350, mã số là 627 cho em này. Con màu vàng này lịch quá các bạn ơi. Màu vàng nhá, có đây. Cái tay của nó nhìn đẹp chưa? Cái chất của nó rất mềm. Chất của nó siêu mềm luôn nhá các bạn nhá. Nó có đai, nó đầy đủ đai đấy. Em này chỉ size M thôi mọi người ơi. Cái đai tay em này 48-55 cân. Các chị lấy đi, đẹp cực kỳ luôn. Màu đẹp luôn. 627, em này 400 nghìn nhá. Mã là 354. 400 nghìn mã là 354 cho em này. Nào, ai cần dáng lỡ này thì con dáng vét này đang hot cực kỳ luôn, mà nó lại cặt kẻ nữa chứ. Mà cái chất nó rất là mềm nữa chứ. Nó là kẻ đây mọi người này, nhìn chưa? Em này size M cho em. Mà 354 cho chị Anh Thân. Size M nhá mọi người nhá, 50-55 cân, hot chưa? Em lấy mọi người mức giá của nó là 300 thôi, mã số là 523. 300 nghìn mã số là 523 cho em. Có dây xích vàng ở cổ nhá mọi người nhá. Có xích vàng ở cổ này. Có xích vàng ở cổ nhá. Màu đẹp luôn. Chất nhẹ và rất ấm. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50-55 cân, size chuẩn M. Chuẩn M là mặc đẹp nhất, chuẩn M thôi. 523 cho chị Đỗ Trang. Em này em thấy mọi người mức giá của nó là 350, mã số là 551. Chuẩn M có dây lắc vàng ở cổ luôn đấy. 350. Màu đẹp. Rộng thế này. Con này là oversize, ủi mắt đánh size S đấy các bạn. Mắt đánh size S form rộng này mọi người này. Các bạn trẻ thôi, tầm 30 tuổi bắt đầu là mặc ok, trên 30 tuổi mặc cái này khó phối phết đấy. Em này nhá, mắt đánh size S đấy, nhưng em tư vấn phi size, chị nào thích form rộng thì lấy thôi. Em này mức giá 300 nghìn, mã số là 372. 300 nghìn, mã số là 372 nhé. Con này là lẫn một em hai lớp trong đây này. Lẫn một em hai lớp nhá, em bán rẻ luôn. Em này các chị có cân nặng size tầm 48-55 cân. Em lấy mọi người 120, mã số là 226 đây. Có em hai lớp. 120, mã số là 226 cho em. Dáng ngắn này các bà ơi. Dáng ngắn này. Em này nhá. Mã 372 Sang Phước. Chị nào thích form oversize lấy nhá. Khi đóng cúc là phải phi size đấy, chị áo thích form rộng lấy này. Em lấy 250 thôi, nó là phi size nhá. Đúng rồi, phi size đấy ạ. Mã số em này là 543. 250, mã số là 543 đây. Con này mới đẹp này. Cái này mà là có eo là mặc rất là đẹp luôn, mà có đai nhá. Của nó là lông dài cá xịn này, người ơi. À cái túi này,
không biết cái mụ nào mụ xả hàng của tôi nữa. Con này có tiền nó chưa biết mua ở đâu rồi, chứ đừng nói là xả hàng cái 50-55 cân này. Ôi hôm trước tôi giá 600-650 luôn. Em này mấy mọi người mức giá của nó 400.000 nhá, lông dài cá cho em xịt luôn, mít cắn vào áo nhá, mã số là 413. Ôi dã man thật sự. 413 400. Màu đen này các bạn ơi, đen này có đai đi kèm nhé, siêu phẩm đấy, chất dày và rất là dày, cái không phải dày mà sao nhỉ, áo nó rất là chắc nhưng mà rất là nhẹ, gọi là thế, cầm cái áo chắc và nhẹ cực kỳ luôn. Em này 55-60 cân này, có đai 55-60 cân nhé. Em này 350, mã là 346. Lấy cái con như này đi, lấy con lông cái cá nữa, kẻ này. Mã 413 cho chị Nguyễn Thế. Mác đánh là size M cho em này, em này ML ok. 53-60 cân, đẹp chưa? 400.000 con này thì đúng không ạ? 400.000 thôi, mã số em này là 439. 400k mã 439 cho em. Đẹp phải chưa? 400.000 mã 439 cho em nhá. Có một con dạ hai lớp màu xanh lá cây thì mình xả lại để bán lốt cho mẹ bán tặng cho mọi người nhé. Con này em bán em các chị 55-60 cân nhá, có theo trên áo này. Em ấy mọi người mức giá của nó là 100. Bán tặng 100.000 mã nó là 253. Có theo chưa? 100.000 mã 253. Được chưa? Hàng xịn thì sắp hết rồi. Tôi bảo các bạn săn vào giờ này toàn được con đẹp giá rất là tốt luôn, các bạn nhận hàng các bạn thấy ưng cực kỳ luôn. 48-55 cân, dưới 55 cân nhá. Em này 400, mã số là 632. 400k mã số là 632. Có chị nào to đùng không? Em có một con này màu rất đẹp nhưng mỗi chỗ nó to. To. Em này các chị có cân nặng tầm 70 cân quay đầu nhé, có đai. Dưới 70 cân, 65-70 cân một đẹp nhé. Dưới 70 cân nhé, dạng ngắn thôi không lên đâu chị Đỗ Trang ơi. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 400. Đẹp lắm, chất đẹp, giá này chỉ có mỗi cứ một nhược điểm là size to, không thì giá 600.000 là bay lâu. Em này 400.000 mã số là 345. Lệ còn con nào cổ tiểu thư không? Cổ tiểu thư hả? Hình như là còn đấy em ơi. Còn đấy, lại chút. Em đỏ dám nữa. Ngắn hôm nay hết lắm chị ơi. Ngắn đây. Em này nhá, chị nào cân nặng size tầm từ 47 đến 50, 55 cân, dưới 55 cân nhá. Em này 300.000 mã là 767 này. 300k mã 767 này. Con xanh rêu cũng đẹp ý. Đây. Ôi mãi nó có một con tím than này. Tím than này còn dáng ngắn nữa chứ. Mãi có con đấy. Hàng Korea xịn sò này. Em này là free size nhá, mọi cái khoác vào đẹp luôn. Em này nếu mà đẹp nhất là các chị 55-60 cân, khoác là đẹp cực kỳ luôn, nhẹ lắm. 300.000 màu tím than. Mã số em này là mã số 529. 529 cho em này, đáng ngắn lắm. Đen size L vừa có một con có đai đấy thôi. Đúng không? Có một con có đai đấy, vứt lên chị lấy cho. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50-60 cân, nó là khoác nhá. Hàng không cổ này từ nãy giờ có một con 50-60 cân. Em này mới 350 không cổ nhá, mã số là 313, đen size L đây. Em người ta bảo là con này chất đẹp rồi còn có đai luôn đây này. Trời ơi. Không lấy thì lấy con nào bây giờ, chất đẹp vãi chưởng luôn. Đây. Xanh lờ đây này. Em này 350 mã số là 346, mình phải xem cái ngủ gật hay vừa vào vậy. 346 xanh lờ nhá. 346 này, chị nào có con gái thích dáng khỏe mà đẹp thì lấy con này này. Phối màu đẹp lắm. Dáng khỏe nhá, dáng kiểu như kiểu jacket ấy mọi người. Em này size M, 50-55 cân. Con xanh dương đấy, phi size chị ơi. Đi chốt rồi à? Con đấy mà. Xanh đấy, đấy xanh. Em này các chị size M cho em nhá. Em này 300.000, mã là 333. Dáng khỏe. 346 thôi chị Thu Lê. Con gái các chị mặc ok. 300.000 mã 333. Đây, một em dạ màu xanh rêu siêu siêu đẹp nhá. Con này form đẹp từ dáng, từ chất, từ kiểu luôn.
đẹp cả size luôn mọi người ạ. Em này các chị 48-55 cân, đẹp từ form từ dáng kiểu từ size, biết em mà. Em này nhá, em lấy mọi người mức giá của nó là 400.000 nhá. Đẹp cực luôn, các bà cứ nhận đi, mặc lên mà ai chê một câu thôi là tôi đã tôi nhận lại luôn. Em này 400.000 nhá, mã số là 589. Đẹp cực. 400k mã số là 589 cho em nhé mọi nhá. Đây. Form đẹp luôn. 589 cho em này. 400.000 mã số 589 cho em. Tiếp theo ạ, em này. À, ba thu chị Hoàng Liên ta ta. Có một em màu đỏ như em này, nó không phải là hàng một lớp này, nó là hàng hai lớp. Hàng hai lớp cho em. Mã 589 cho chị Anh Thân. Em này các chị 55-60 cân nhá, dưới 60 cân này. Em này lấy 120 đi. Hàng hai lớp ạ, mã số là 417. 120 mã số là 417 cho em. Một em size M, siêu đẹp luôn này. Tiểu thư ơi là tiểu thư luôn. Mắt đánh size M này, màu đẹp thế. Em này nhá, tay chuông, em này 50-60 cân. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này lấy 400.000, mã số em này là 532. Con này chắc chắn là hàng xả luôn. Không bao giờ còn đâu. 532 cho em, 400. Một em màu hồng là ngắn này. Em này nhá, size các chị cân nặng tầm từ 60-67 chút chị Ngọc. 60-65 cân nhá. Em này mức giá 250 đi. Mã số là 337 nhá. Cũng là hàng lông kiều đấy. Nhưng mà giá ngắn ít lắm chị ơi. Đây, con này đã này. Chuẩn bị có một con màu đen nhá. Con này đầy đủ đai tay đai eo luôn. Đầy đủ đai tay đai eo luôn nhá mọi nhá. Con này mát có khi chỉ đánh size M thôi. Đầy đủ đai tay đai eo luôn nhá. Màu đẹp, chất đẹp này. Con này chất thì đấy, biết ngay mà, size M thôi, tôi tư vấn lâu lắm rồi. Nhưng mà con này Việt Nam mình này, chị nào mà thích mặc được ấy, mà mặc đẹp ấy, là các chị phải có cân nặng 57-63 cân. Bằng cân em thì mới mặc được. Con này có size nhỏ không chị? Vâng, với em size cân đúng. Size nhỏ này từ đầu like cơ, bây giờ hỏi khó lắm. Đây. Dưới 63 cân nhá, con này đẹp dã man. Em này em lấy mọi người mức giá 350 thôi, chất đẹp cực. Đầy đủ đai luôn, như mới luôn. Mã số là 339. 339. Và size S ở báo Anh Thân. Tiếp theo này. Cái dòng này nó dần dòng phi size ấy. Con này là các chị này. Các chị nhá. Con này các chị có cân nặng size tầm từ 47-50 cân thôi. Cắm cúc này. 47-50 cân nhá các chị ạ. Dưới 50 cân nhá. Em này mức giá 300. Mã số em này là 453. 300.000 mã 453 cho em. 300k mã 453 cho em này. Sắp 3k nữa. Chỗ này còn toàn rêu thôi các bạn ơi. Các bạn muốn mua màu rêu thì tôi lên, không tôi nghỉ luôn. À chết rồi. Hương. Dạ. Cho cái chồng này lên xem. Size tầm 48. Ô cái này đẹp cả size cả form luôn này. 48-55 cân, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, chất đẹp quá. 350, mã số là 314. 350, mã số là 314. Chị với cân nặng
tầm cân em trở lên. Có đai nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 60 đến 70 cân. Size to này. 65 đến 70 cân ấy. 65 đến 70 cân nhá. Dưới 70 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Size bự nhưng mà chất đẹp này. Em này 300, mã số là 541. 300 nghìn, mã số là 541 cho em. Ôi giời ơi, sao lại có con gi lê ở đây này? Có một em gi lê nhá. Nào, giá ưu đãi cho các bạn đây. Rất mặc được các bạn. Giá ưu đãi, ưu đãi. Em này các chị size tầm 50 cho đến 60 cân ok. Dưới 60 cân nhá, gi lê này em lấy mọi người mức giá của nó 150. Mã 560. Mã 560 cho em này. Gel. Em sẽ làm một tí nữa em nghỉ thôi. Một gel này. Mấy con này form rộng rồi. Em này các chị có cân nặng tầm từ 60 cho đến 67 cân. Dưới 67 cân nhá. Dưới 67 cân này. Em lấy mọi người 300 nghìn mã là 511. 300k mã số là 511. Lên văn vào chọn là xong được một tí. Con này mới còn tem luôn nhé các bạn nhé. Con này rộng thế. Rộng quá. Không mặc được. Tôi to thì tôi không mặc được các bạn mặc làm sao. Măng tô. Em này các chị có cân nặng 63 cân quay đầu nhá. 57 63 cân này. 57 63 cân nhá, bán nốt 300 nghìn để nghỉ lại. Mã số là 540. 300k mã số là 540 nha em nhá. 300 nghìn mã số là 540. Tiếp tục nhá mọi người nha. Con đỏ trắng ngắn này. Em này các chị size M và L, 50 60 cân nhá. 50 60 cân ạ. Em này 300 nghìn mã là 490. 300k mã số là 490 nha em này. Đỏ này. Đỏ này đỏ thẫm ấy mọi người ạ. 47 đến 52 cân. 47 đến 52 cân nhá. 47 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 300 nghìn mã là 402. 300 nghìn mã số là 402 cho em này. Còn một em áo khoác lông bán tặng lốt này. Hai em áo khoác lông. Và tặng lốt hai em này thì nghỉ nhá. Bên cái màu bên sau lưng đi chị. Màu be hả? Màu be là dạ hai lớp, bảo thích dạ hai lớp không? Em thích dạ một lớp. Con này bên trong của nó da lộn nhé mọi người nhé. 50, 60 cân này. Em lấy mọi người 100 nghìn này. Mã số là 131 này. 100 nghìn mã 131 này. Em chỉ tiếc mỗi cái con kẻ hai mặt thôi mà các bạn không chốt thôi. Em này các chị 55 đến 60 cân nhé. Ấm lắm. 55, 60 cân. Em lấy mọi người 150, mã số là 838 này. 150, mã 838 bên trong của nó ra lộn nhá. 831 cho chị Linh Linh. Em tiếc mỗi cái con này chị không chốt rồi này. Vì nó đẹp, khủng khiếp luôn ấy. Chị Linh Linh chuyển khoản để cho tiếp chị ơi. Đẹp lắm. Chất đẹp ấy, kiểu đẹp. Em này 53 là 60 cân, 53 là 60 cân nhá. Cực kỳ đẹp luôn, phối độ dễ luôn ạ. 400 nghìn mã là 362. Chất đẹp cực. Con này chỉ size M thôi. 400 nghìn mã 362. 400 nghìn mã 838 với chị Thủy Pha. Bây giờ anh lên được còn 10 phút nữa để ăn cơm. Em này các chị 50 cho đến 50 60 cân này. Dưới 60 cân nhá. Em này 300 mã chất nhẹ thôi. Mã 641. 300 nghìn mã 641 cho em này. Màu này là màu của các chị, các cô. Các chị có thể mua tặng mẹ, ok luôn. Form đẹp. Chắc thì size M thôi. Con này, lốt con này nhá. Bán tặng lốt con này này. Em này các chị 55 đến 60 cân nhá. Tặng lốt này. 55 đến 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em. Màu đẹp lắm. Các chị là rất là phù hợp luôn. Giá gốc 600 bán tặng cho mọi người là 362 cho chị Nguyễn Thị Hồng Dung. 300, mã số là 369.
369. Có mấy con đầu lai rất đẹp mà các bạn không chốt, tôi đang buồn quá. Có chị nào cần mua nữa không? Bởi vì đầu lai có mấy con đẹp lắm. Em này nhá, tay của nó phối da xịn luôn. Mã dạo lớp lông kiều tay phối da xịn, viền phối da xịn nhá. 48 đến 55 cân này, 300.000, mã là 357. Gọi một bạn lên lấy hộ chị cái. Anh gọi Huyền, Huyền cho nó, Huyền dậy chưa? Mấy cái đầu lên bán. Đầu đẹp cực. Mấy cái đầu các bạn đi đâu cũng là không cả size S đây. Hồng này chỉ size S thôi, hàng 2 lớp nhá. 40 50 cân, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 100.000, mã là 823, hàng 2 lớp này. 100.000 mã 823. Vest nhá mọi người nhá. Em này nhá, nó là vest các chị có cân nặng tầm từ xem, cái này chỉ size S rồi. Đúng rồi. 50 60 cân nhé mọi nhá. 50 60 cân này. Em này mức giá 250 đi. Là hàng một lớp lông kiều đấy nhá. Mã số là 508. Có con nào size M thế này chứ? Đầu chị không chốt được con nào à? Không, dãy trái à? Con này à? Con này nó là hàng dạ 2 lớp, nó bị mất đai rồi. Tiếp theo này. Em này à? Mã 508 cho chị Huyền Trang Nguyễn. Đây lấy, cô con này chất đẹp quá. Con này cũng lấy 250 nhá, 50 60 cân này. 250, mã số là 37379, con lấy 250. Ô, thế con này lấy 300 nhá. 300, đọc mã khác đi. 300.000, mã số này là mã số 2. Chiều sửa mã chị nhá. Hai con đấy đều rất đẹp. 300.000 mã số 2. Mọi người đợi một chút nhá, để em mấy con đầu lai rất đẹp luôn, nhưng mà các chị chưa chốt. Có em là size M đúng không chị? Lửng á, bây giờ hỏi lửng là hơi khó nha. Có chị nào size bự không? Có một con màu rêu size tay còn nguyên. Ở bên dưới cùng ấy, lấy cho chị khoảng tầm 5-6 con ở dưới cùng á. Con này phải dành cho các chị có cân nặng trên 60 cân nhá. 60 cân trở lên. Trên 60 cân nhá. Em lấy mọi người mức giá của nó 350 này. Mã số là 571 này. Chị Hạnh An ơi, chị cứ lên mã đi ạ. 350, con này chất đẹp lắm. Không lấy con rắn dài nữa. Mã 532 cho chị Đào Loan. Mấy con đầu lai đấy. Mã 490 cho chị Ngọc Thảo. Đấy đúng rồi. Con này nó khóc lên. Cái ánh nó bị làm sao. Dạ một lớp dáng dài. Đây, nó là khoác len. Con khoác len là các chị 60-65 cân nhá. 60-65 cân trong lúc chờ đợi này. Mã 571 cho chị Ngọc Xuân. Em này lấy mọi người mức giá của nó là 150. Mã số số em này là 625. 150, mã số 625. Đây, 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 con này này. Các bà lấy những con như này. Đây, tôi bảo đầu lai có rất nhiều con đẹp. Không chốt thì bây giờ hỏi còn không thì hơi khó. Em này mác đánh size XS đây này mọi người này. Mác đánh XS đây này. Bao giờ lại có áo gió em? Em không có áo gió đâu, năm nay không làm được áo gió luôn. Mác đánh lại XS nhá. Nhưng em tư vấn các chị con này 55-60 cân này, dưới 60 cân nhá. Lên nhanh luôn. Em này 300 đi, mã số là 623 này. Bán lốt, bán tặng lốt. 623 cho em này. Con này tiếp này. Làm phi size đấy. Con này cầm có đai nhé mọi nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 60-65 cân. Mã dưới 65 cân nhá. Chị Trang em lấy 300.000 lỗ này, mã là 319 này. 300.000 mã là 319 này. Đây còn này còn đẹp chưa? Ép cả mò đây này. Em này nhá,
size này các chị có cân nặng size size M thôi, dưới 53 cân, 47 53 cân nhá. 300 đi, mã là 464 này. Tầm 3 4 con nữa nghỉ nhá. 464 này. Đây này mọi người ơi, con này đẹp quá. Ghi lên là F có đúng không con? Và là size size M lấy con này đẹp. Em này các chị nặng, cái này có nai ở đây nhá. Em này 50-60 cân nhá, dưới 60 cân. Các chị lấy con này đi, đẹp cực. Dưới 60 cân nhá, em này 350, mã là 305. Con này đẹp. 350, mã số là 305. Mã 464 giúp chị Hà Mai. Đây. Dưới 60 cân này. Em này mức giá của nó là 300 đi. Mã số này là 370 này. Mấy con này đẹp như thế nào? 300 nghìn mà 370. Mấy con vàng đấy. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 đến 55 cân nhé. Dưới 55 cân này. Em này em lấy mọi 300. Mã số là 115. Mấy con lâu đẹp đấy à? Yeah. Nữa thôi nhá, nghỉ này. Em này các chị có cân nặng 60-65 cân nhá. Dưới 65 cân này, em này 300 nhá, mã là 514. Mã 145 cơ chị, hạt mít. 300 nghìn mã 514 nhá này. Con này mới đẹp này. Em này các chị size M là mặc đẹp luôn. Em hết đi lên với cả lại có mỗi con đẹp dã man luôn ấy. Em này 50-60 cân ok luôn ấy. 50-60 cân nhá. 300 300 đi. Mã số em này là 542. Con này các bạn lấy đi đẹp phải chưa luôn. 542 em này. Tiểu tư đây mọi người ơi. Tiểu tư nhá. Tiểu tư này chỉ size M thôi vì cái vai nó nhỏ. Em này các chị có cân nặng tầm 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhé, 300 lót đi, mã số là 404. Mã 542 thức chị Trang Phạm. Có lắm. Con này đẹp dã man luôn này. Ben xì và có đai nhá. Em tuyền luôn, mấy con đấy không đẹp đâu. Mã 404 thức chị Nguyễn Hảo. Em này các chị có cân nặng 57-65 cân. Dưới 65 cân dai hết, ngon lành luôn. Em này mức giá của nó lấy 300 lót này, mã số là 541. 300 nghìn mã 541 cho em này. To lắm. Đấy con này đi. Màu đẹp thế. Còn năm hết chưa? Hết rồi nghỉ. Thôi con này nghỉ. Con này là đai đóng kiểu gì? Mác đánh size XS cho em này. Em này các chị có cân nặng size tầm 55-60 cân nhá, dưới 60 cân này. 300 nghìn lốt này, mã số là 303 nhé. Cố gắng nữa cho em một con. Hả? Cố gắng nữa cho em tròn. Bao nhiêu con rồi? 7. 3 con nữa cho tròn á, bà chút 3 con nữa cho tròn. Con em dơ cũng được. Em xem con đen to. Đen to đây ạ. Bán rẻ lốt lấy 3 kiếm 3 con để đi ăn cơm. Nhân viên bảo thế. Con đen to là chất đẹp này. Bà nào mà cứ to như tôi mặc cái gì đẹp luôn. Mặc rất đặc biệt là áo dạ và áo phao. Con này có đai mà, đai của nó nguyên này. Đây, dưới 65 cân nhá. Quần dạ Mai chị ơi. 300 nghìn mã số là 541 này. Chất đẹp cực. Ôi, toàn lông cừu nguyên bản của tôi đấy. Chủ cứ đeo cố thôi, nhân viên cố thì... Em này các chị size M thôi, 50-55 cân nhá, dưới 55 cân thôi. Em này form của nó bé thôi. Em này em thấy mọi người có giá 300 nghìn này, mã 511. 300k mã số là 511 thôi. Cảm ơn mọi người đã xem like nhá, hẹn gặp lại mọi người vào lúc quần trông mặc đẹp thế à, quần... Hôm nào có quần len về mọi người chốt quần len ý. Cảm ơn mọi người xem like nhá, hẹn gặp lại mọi người vào lúc chiều đây, Huyền nó sẽ like. Và tối nay em sẽ like áo phao để con. Tối nay và trưa mai là một cuộc chiến rất là cam go của các bà mẹ luôn. Cảm ơn mọi người xem like nhá. Bye bye mọi người luôn.
Được đấy.